Em xin chào anh em nha, đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Gipo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Hôm nay thì em sẽ lên một clip giới thiệu đến anh em về chiếc Gipo. Bên cạnh đó em cũng sẽ công khai giá luôn. Và chiếc ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu đây là một chiếc về chủ đề quân sự nha anh em. Rất là đẹp ạ. Và chiếc này thì chủ đề được khắc ăn mòn axit đổ sơn, nên cái anh em nhìn cái nét khắc của nó rất là đẹp, và bên cạnh đó cái phần đổ sơn cũng không kém nha. Và chiếc này thì nói về máy bay Hoàng gia Royal Air Force, dòng thứ 17, và anh em thấy nó ghi chữ logo nè, cái chữ La Mã 17, La Mã là thứ 17, có huy hiệu. Có cái mũ vương niệm luôn, rất là đẹp. Cái nét khác rất là tinh tế. Và đổ sơn rất là hài hòa với ba màu sắc, bốn màu sắc. Để em zoom lại thì anh em sẽ thấy kỹ hơn nha. Rất là đẹp luôn đó ạ. Chiếc này cũng có giá trị sưu tầm là tự vì nó liên quan về chủ đề quân sự Hoàng gia. Chân trên tủ rất là đẹp nha anh em. Như thế này ạ. Và chiếc này thì với chất liệu là cốt đồng mạ chrome vân xước, anh em sẽ thấy cái đường vân xước ngang của nó rất là nhuyễn, cầm trên tay rất là đẹp, đầm tay. Chiếc này thì mọc ngược, đây đây cái điều mà anh em để ý giúp em đây, là chiếc này là mọc ngược và mỗi bên có 4 gạch huyền, là 8 gạch huyền, là năm bắt đầu chuyển qua gạch huyền là năm 1982. Anh em để ý giúp em nha. Năm 1982 là 8 gạch huyền, mỗi bên 4 gạch Gipo chữ ngang. Anh em đem bên này 4 gạch, bên này cũng 4 gạch. Để em đưa lại gần thì anh em sẽ thấy được hơn. Và anh em nhớ giúp em cái móc nha. Năm 1982 là 8 gạch huyền, là năm đầu tiên bước sang gạch huyền. Tại vì ngoài mô tả chiếc Gipo thì em sẽ có những cái lưu ý về năm, thì anh em cứ nhớ nhớ là anh em sẽ nhìn nhận được cái năm nó rất là nhanh luôn. Rất là đẹp nha anh em. Và chiếc này thì cho em về với tình trạng là hàng xài lướt lửa, dường như lên lửa tầm 3 lần, 3-4 lần đổ lại thôi, chứ không có nhiều nha. Vân xước ngang. Con này thì có xước tơ rất là nhẹ nhàng. Đây em đang lấy góc này thì anh em sẽ thấy cái đường xước của nó. Khi em lấy ánh sáng bóng như thế này thì anh em rất là khó thấy, tại vì những mặt hàng này là hàng có giá trị, thì em sẽ quay rất là kỹ để mô tả đến anh em cảm nhận rõ ràng hơn. Đây, cạnh viền quá bóng loáng, rất là đẹp nha. Đối với một cây về chủ đề Hoàng gia, máy bay Hoàng gia có huy hiệu, rất cạnh viền trên nách. Cái bản lề của nó rất là đẹp đây. Anh em thấy không, cái bản lề của nó là bản lề năm cháu nè, thẳng hàng và rất là khép kín với nhau. Hai cái dấu mà anh em thấy cái này nè, là hai cái dấu bấm điện của hãng nha. Hai dấu tròn là hai dấu bấm điện của hãng. Những chiếc Gipo xưa thì tùy theo có cây thì rất là ít thấy cái dấu tròn, có cây thì thấy rõ rệt luôn. Mặt sau của nó đây cũng có xước tơ như thế này, rất là đẹp nha anh em. Tại vì hàng lướt lửa thì em cũng sẽ quay kỹ như hàng đã qua, tại vì nó cũng gọi chung là đã qua sử dụng, nhưng mà mức độ của nó là ít chứ không có nhiều, thì em sẽ đặc biệt quay kỹ hơn. Dưới này thì nó có bị bẹp góc nhẹ nha anh em, nhẹ à, chứ không cái nặng như thế này. Nếu mà em quay nhanh á như thế này thì anh em cũng sẽ không thấy được. Một chiếc 1982, âm 2 tốt. Đây anh em nhìn nè, cái chốt tán của nó còn xanh nhẹ nhẹ nha. Bên trong lòng vỏ, anh em để ý nè, bản lề trên hai đường gạch sọc mảnh. Những anh em mà sử dụng nhiều và quạt đi quạt lại thì sẽ thấy được sự khác biệt giữa bản lề này nha.
Và cái đường gạch á, đường gạch hai sọc nó sẽ có sự khác biệt rõ ràng, tại vì cái đường đó là nó va chạm với búa. Bên trong lòng vỏ ạ. Bên trong lòng vỏ thì có hiện tượng như thế này là hãng nó không có chú trọng nhiều nha anh em, lắm nhiều lúc nó làm xong ra chiếc jeep nó không có vệ sinh bên trong luôn, nó chỉ quan trọng bề ngoài thôi. Và đây là một chiếc ruột đây, anh em nhìn nè, chiếc ruột thép hai mặt chữ, năm 1982 là ruột hai mặt chữ nha anh em. Chặn xăng và ốc đá đây, quá là đẹp luôn. Nhà bông mới, buồng đốt thì nó có xước nhẹ nha, xước ở mép như thế này. Đa số bị va chạm với mép, nên là những anh em mà mua những cây mới về á thì mình bóp đầu này này nhẹ nhẹ, nới tay vào thì quá trình mình mở nắp ra mở nắp vô thì hai bên thành nắp đó, nó không có va chạm với buồng đốt. Chiếc này vẫn còn đá luôn, rất là đẹp nha anh em. Cái tim của nó hàng về á, thì cái chiếc này hàng xài lướt rất là nhẹ, gần như mới, nên là em không có vệ sinh. Em để nguyên, em quay lên để cho anh em cảm nhận đó, bên trong nè nó còn bụi dơ theo thời gian và đá. Tim đó xài lướt nó sẽ như thế này. Và nếu chiếc này mà em làm vệ sinh lại thì em quay lên em báo là hàng đã qua, hàng new thì anh em cũng không nhận ra được, nhưng mà hàng về sau thì em bán vậy thôi. Hàng xài lướt thì em nói xài lướt, hàng new thì em nói hàng new. Dạ, và chiếc Jeep Bo năm 1982 xài lướt này, về chủ đề máy bay Hoàng gia thì em xin phép mẫu này giao lưu đến anh em có giá là 2,2 triệu nha. Dạ, em bao phí vận chuyển, bên cạnh đó thì em sẽ tặng kèm anh em một hộp giấy đen chính hãng. Và hộp giấy này thì nó không không cùng giai đoạn với chiếc Jeep Bo, nhưng mà tại vì hàng xài lướt thì em tặng anh em. Dạ, em còn dư hộp á, dư một hộp như thế này thì em kèm vô em tặng để anh em có thể trưng bày sưu tầm, cũng có cái hộp mình để. Và em cũng sẽ bao phí vận chuyển và tặng kèm anh em là một vỉ tim dây đồng nha. Một tim này cũng là tim chính hãng nha anh em. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Jeep Bo. Và anh em có chốt thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại hoặc Zalo em có ghim sẵn ở góc dưới màn hình. Và anh em ngại thì cứ nhắn tin cho em. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha.